Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người lại quay trở lại với kênh Xem Bóng Đá Là Có Tiền của mình. Hôm nay mình sẽ nhận định trận đấu giữa Sampdoria và Napoli. Vâng, thì ở cái trận đấu này, tuy phong độ vẫn còn rất là thất thường và việc chỉ để thua duy nhất một trận ở trong 4 vòng đấu vừa qua thì giúp Sampdoria đã tìm lại một cái vị trí an toàn ở trong cái bảng xếp hạng Serie A tính đến thời điểm hiện tại. Vâng, thì liệu rằng huấn luyện viên Claudio Ranieri sẽ tiếp đón đối thủ Napoli ở cái trận đấu này ra sao, khi mà Napoli hiện tại cũng đang có một phong độ thi đấu không được ổn định cho lắm và chỉ có được vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng tổng sắp Serie A tính đến thời điểm hiện tại mà thôi. Và huấn luyện viên Renato Gattuso thì cũng đã có được một cái chiến thắng đầu tiên ở gần đây nhất cùng với lại Napoli. Và liệu rằng ở trận đấu này, khi có chuyến làm khách đến sân nhà của các cầu thủ Sampdoria thì các cầu thủ Napoli có thể giành điểm được hay không? Ở trận đấu này thì chắc chắn là các cầu thủ Napoli được đánh giá cao hơn Sampdoria rồi. Vâng, và đây là bảng xếp hạng tổng sắp tính đến thời điểm hiện tại. Juventus thì vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng với 54 điểm sau 22 vòng đấu và đang có một cái chuỗi trận khá là ổn định với 4 chiến thắng và 1 trận thua. Còn Inter Milan thì đang đứng ở vị trí thứ 2 với 51 điểm, có 2 chiến thắng và tới 3 trận hòa. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy Napoli trong 5 trận đấu gần đây nhất thì họ có 2 chiến thắng và 3 trận thua các bạn nhé. Và họ hiện tại thì đang có 27 điểm sau 21 vòng đấu. Còn hôm nay các cầu thủ chủ nhà Sampdoria thì đang có 20 điểm thôi, mới chỉ có 20 điểm sau 20 vòng đấu thôi và họ đang có ở cái chuỗi trận mà thật sự là hơi thất vọng, là 2 trận hòa, 2 trận thua và chỉ có 1 chiến thắng. Về cái lịch sử đối đầu của cả hai đội thì đang nghiêng rất là nhiều về phía các cầu thủ Napoli. Trong 5 trận đấu gần đây nhất thì Napoli thắng 4, hoặc Sampdoria thắng 1 anh em nhé. Và đây là đội hình ra sân dự kiến của cả hai đội ở cái trận đấu này. Về phía các cầu thủ Napoli thì Insigne hay Milik cùng với lại Carazon sẽ là ở hàng công, cùng với lại Rui hay là Demme cùng với lại Zaleskic sẽ có mặt ở hàng tiền vệ của các cầu thủ Napoli ở trong trận đấu này. Còn về phía các cầu thủ chủ nhà Sampdoria cũng không có những cái vị trí thật là đáng chú ý. Ngoài Quaresma thì đã khá là già. Vâng, có tuổi cùng với lại Vera. Ok. Trong trận đấu này thì trang Zizek Thể thao Cu Casino có đưa anh em khá là nhiều kèo để anh em có thể lựa chọn. Ở trận đấu này thì Napoli đang được đánh giá cao hơn các cầu thủ Sampdoria. Vâng, thì với lợi thế trên sân nhà của mình thì cầu thủ Sampdoria đang được các cầu thủ Napoli chấp cửa trên. Ok. Vậy thì ở trận đấu này liệu rằng ai sẽ là người giành chiến thắng? Về cá nhân mình thì mình sẽ chọn đi bóng Napoli cửa trên chấp nửa các bạn nhé, cùng với lại một cái kèo tài 3 ăn. Ok, mình sẽ chốt kèo bóng này, đó là Napoli cửa trên cùng với lại một cái kèo tài 3 ăn cả trận anh em nhá. Vâng, trong thời gian vừa qua thì mình cũng đã làm rất nhiều video nhận định rất nhiều kèo cho anh em ăn full rồi. Thì cũng mong anh em luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh của mình bằng một like, một share, một đăng ký kênh. Các bạn đừng quên nhấn chuông để có thể nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở cái video lần sau.